Hi, tớ cô Bắp mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cách để mà dán gạch trên cái bức tường cũ nè. Thì ở đây mình đã có dán trước một số gạch rồi nè. Thì cái tường cũ này nó không được bằng á. Thì trên đó cũng có đắp một số hồn để mình lấy cái mặt bằng lại nha. Thì mình không có sử dụng bằng cái bàn chải hồ, nhưng mình sẽ sử dụng cái bay tăng cương nha cả nhà. Thì do tường nó không được bằng á, thì mình không có sử dụng cái bàn chải hồ như lúc trước được. Thì để mình chia sẻ cái cách để pha keo với xi măng nha. Thì pha keo với xi măng á, thì một xô bê như vậy thì mình tỷ lệ nước là 30%, 30% của cái xô bê thôi nha. Thì ở đây là mình dùng keo Nano và A500. A500 này. À, như lúc trước mình đã có nói đó, thì một xô bê như vậy thì mình pha 4 hoặc 5 bay keo như vậy nha. Năm bay nha. Thì năm bay keo thì một xô bê như vậy, thì xô bê mình quậy thường thường thì lên tới đây. Thì khoan ăn được đó. Thì lên tới đây thì mình canh nước sau mình vừa thôi. Rồi quay đến được. Rồi thì ở đây thì mình cái tường cũ cả nhà, thì mình theo của mình có nghiên cứu của mình á, kinh nghiệm thì mình pha keo và xi măng, nên mình cái tường mà nó không được thẳng với tường cũ thì mình có sử dụng thêm là cát nha cả nhà. Thì một số như vậy thì mình pha vô khoảng cũng 5-3 cát vô luôn để cho nó có cái độ dẻo á, nó không bị giòn. Thứ hai nữa, nó có cái sự bám dính rất cao vô cái tường cũ của mình. Còn nếu xi măng với keo không thì nó bám rất ít chứ không có nhiều được. Thời gian sau nên... Thì đây mình quậy cái độ sình sạch này dẻo thì rất là dẻo nha. Rồi bây giờ là cái tường của mình nó cũ đã, mình xịt nước mình rửa hồi hôm qua rồi, bữa nay nó khô lại thì cả nhà nên có một cái bình xịt để phun sương nước thêm nha. Rồi thì đây mình sẽ phun lại sương cái tường để cho nó có độ ẩm nha cả nhà. Tại vì tường cũ thì nó nằm ở trong nhà thời gian rất là lâu nên nó cũng bị khô. Mình tưới qua rồi bữa trước bữa sau nên mình cũng phải tưới lại nha, để cho nó có độ ẩm, mình dán hồ lên nó không bị hóc hồ, nó không bị khô liền, để mình dán cũng dễ chỉnh luôn. Đó. Rồi, tưới bên kia luôn mà, tưới dốc luôn đi. Ủa này sáng ai tưới vậy? Ai mới tưới rồi đó. Rồi. Đó. Thì mình tưới đây. Những bức tường này cũng vậy luôn, nhưng mà để chừng nào mình tới đâu mình dán là mình phải tưới, chứ mình không nên tưới trước nha cả nhà. Rồi thì bây giờ mình sẽ tạm ngưng máy nha. Rồi, một lát nữa mình dán, mình sẽ quay lại cho cả nhà xem. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.